Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trong video hôm nay, em xin gửi tới mọi người một số mẫu bích co thông dụng để cho anh em làm điều hòa ô tô hay là chế độ. Đây là em xin mời mọi người sẽ nhìn tổng quan sơ qua về những cái sản phẩm hôm nay em sẽ giới thiệu tới mọi người. Đây là những cái sản phẩm thông dụng nhất em lựa chọn ra để giới thiệu tới mọi người cũng như anh em mới vào nghề. Trên tay em đang cầm hôm nay là đây, mọi người chờ em chút. Đây, đây là cái đầu đầu co 12. Cái loại này là cái loại thông dụng cho hiện nay. Để vì sao? Để anh em có thể nhìn. Đây, đây là đầu gioăng. Đây là đầu gioăng. Đây là cái chỗ để chúng ta bắt vào. Gioăng thì gọi là đầu gioăng và R12. Đây, em cũng nói luôn để anh em có thể hiểu là R12 là sao, R134 là sao. Đây. Anh em nhìn cái R134 thì của nó đây, nó có một cái điểm như để chúng ta chêm gioăng vào đây. Và cái khớp đầu co vào nó cũng khác. Cái đầu 12 thì nó như thế này. Đây em sẽ... Đây nhá, anh em nhìn này. Đây là cái đầu, đầu gen ngoài 12. Thì chúng ta phải kết hợp với cái đầu gen trong. Đây, cái đầu gen trong này 12 thì khi đó chúng ta vặn vào. Đây, anh em nhìn đúng không ạ? Cái đầu này nó là 12 này, nó có một cái lớp gioăng này. Chúng ta cho gioăng vào đây. Vặn. Đó, còn riêng với cái đầu 134 này. Đây, anh em nhìn. Nó thẳng hẳn xuống. Thì khi chúng ta dùng thì chúng ta cũng phải lắp một cái gioăng vào đây. Đây. Đấy, đây là em giải thích sơ qua để cho mọi người hiểu thế nào là 12 và thế nào là 134. Thì như em cũng vừa nói là cái sản phẩm này thì nó bao gồm 3 đường thông thường như chúng ta thường hay gọi là đường cao, đường phin này, đường cao và đường hạ. Như thông số kỹ thuật của nó thì là 3 này, đường 3, đường 4 và đường 5. 3, 4, 5. Đây là co 12 và áo 12. Đấy. Còn tiếp đến nó sẽ là cái sản phẩm co 12 áo 134. Đấy, co 12 áo 134 thì cái loại co này nhìn nó dày dặn hơn và nó đắt tiền hơn. Nhưng em nhìn cái chất lượng co của nó này. Vì sao em nói là co 12 áo 134 thì tức là cái đầu mà vặn vào thì nó vẫn là đầu 12. Còn cái đầu để chúng ta ép vào cái ống tuyô cao su đấy. Đấy, anh em nhìn đúng không ạ? Nó nhỏ hơn. Đây. Đấy. Đây, cái lỗ này nó nhỏ này. Đây, cái áo này nó nhỏ. Đó. Thì cái đường này nó cũng có 3 đường. Nó cũng có 3 này. 4 và 5. Nó cũng có cong và thẳng. Tiếp đến là cái đầu co 134. Đầu co 134 này thì nó sẽ có hai loại. Một loại là loại không áo để chúng ta có thể hàn chế vào các cái đầu dàn, đầu tuyô các loại. Nhưng da áo là áo nguyên bản của nó, áo 134. Tức là cái loại áo bé xíu này đấy. Còn cái loại này là loại vẫn là co 134. Đây, co 134. Nhưng áo lại là áo 12. Bởi vì nhiều dòng xe đời mới bây giờ ấy. Đây, để anh em cùng nhìn nhé. Dòng xe đời mới bây giờ thì đầu co vẫn là đầu co 134. Nhưng mà da áo lại là thân áo của đường ống dày. Tức là áo 12 đấy ạ. Với cái đường này thì với cái loại co cút này nó cũng đầy đủ luôn. Từ phin, cao, hạ
nó cũng có co thẳng, co cong, co thẳng, co cong. Rồi. Và tiếp đến là một cái loại mặt bích bắt vào phin, dàn nóng, dàn lạnh, lốc điều hòa. Đây, đây với cái loại mặt bích này nó cũng như các cái đầu co kia, nó cũng có 12. Đây, anh em nhìn rồi đúng không ạ? 12 và 134, nó cũng có từ đường phin, đường cao, đường hạ và nó cũng có thẳng, có cong. Đây là một cái trong số những cái mà rất là tiện lợi cho anh em khi chúng ta cần chế độ chế tác, hay chẳng may cái đầu co của trên đường ống bị hỏng thì chúng ta không phải như ngày xưa là rất là vất vả làm phải mua các cái bích chuyển đổi này sau khi bắt vào rồi mới bắt được đầu co. Thì bây giờ chúng ta chỉ cần bắt bích và hàn co là xong. Với cái đầu co này thì nó có thêm một loại là loại liền van nạp ở trên. Loại liền van nạp này thì nó dành cho đường cao áp và đường hạ áp, tức là đây đường hạ áp đấy. Và R đây, đây là R134. Đây. Cái gần như 12, bây giờ mặt bích 12 giờ cũng có nhưng cũng ít, ít để dùng. Với cái đầu 134 nó rất thông dụng cho đến bây giờ, bởi vì gần như thế giới người ta đang chuyển đổi đến 85% sang dùng ga R134 rồi. Đó. Và tiếp đến đây là cái đầu đầu nối, đầu nối ở các cái đoạn ống để cho anh em có thể hàn nối vào đây, không mất thời gian để đi gọi là ép ống, hoặc là anh em muốn tận dụng lại cái đoạn nhôm. Cái này nó cũng tiện lợi là với những cái đoạn nối mà chưa có cái đầu co đi lạc, anh em muốn lạc thẳng trên cái đoạn nối thì nó cũng có đầy đủ luôn. Đường này nó cũng có đường phin này, đường cao này và đường hạ. H2 là cao, cao. Laps là hạ. Còn đây là đầu co niền van nạp, có hay là như chúng ta có van nạp. Thì với những cái dòng này thì nó phù hợp với những cái dòng độ chế để chúng ta hàn độ chế vào, thì trên cái đường ống đấy chúng ta sẽ chỉ cần hàn áo và đây sau đấy chúng ta ép vào đường ống là có thể sử dụng ok. Với cái đường này thì em cũng đã nói rồi thì nó là đầu R, đầu R12. Đầu R12. Đây. R12. Nó cũng có từ đường phin đến đường cao và đường hạ. Tiếp đến là một loại đầu co em xin gửi đến mọi người là đầu co ren ngoài. Đầu co ren ngoài này thì đến bây giờ, đến năm 2020 và 2021 thì cái đầu co này nó đã rất phổ cập. Như ngày trước thì nó chỉ có cái đầu co ren ngoài 12 này, R12 này. Nhưng mà cho đến thời điểm hiện tại thì nó đã cho ra đời cả cái sản phẩm là co ren ngoài R134, rất là hữu ích cho anh em có thể hàn độ chế rất tiện lợi. Đấy. Với cái chất liệu nhôm mà sản phẩm bên em đang bán thì anh em hoàn toàn có thể yên tâm, nhìn cái sản phẩm thì rất chắc chắn. Đây, các cái mối ren của nó rất là đồng đều bởi vì được tiện theo tiêu chuẩn. Rồi. Đường này thì nó cũng có ba đường anh em nhé, cũng có cao, hạ, phin. Đây, cũng có cong mà. Đó, có cong và thẳng. Có cong và thẳng. Với cái những cái dòng này thì nó rất là tiện lợi. Tiếp đến là một loại như chúng em hay dùng, đó là cái loại bích chuyển đổi từ lốc này, dàn nóng, dàn lạnh. Những cái này thì nó ra co, nó có nhiều đoạn thì anh em không muốn gọi là sử dụng cái loại bích này thì sử dụng thẳng mặt bích này. Sau đấy chúng ta bắt cái đầu co này vào là có thể chuyển đổi, nó tùy, nó phù hợp với rất là nhiều loại dòng độ chế bây giờ hay là ngày xưa. Những cái xe cổ nó chưa có thì chúng ta có thể sử dụng những cái này và độ chế bắt thẳng vào. Và một cái loại nữa là đây là một đường bắt ra đường cao nhưng ra lại ra đường phin với một số dòng xe đặc chủng. Đây. Với cái đầu này hiện tại thông dụng cho đến bây giờ nó là chủ yếu là đầu 134. Đấy, như em cũng đã nói là vì bây giờ người ta sử dụng 134 rất là nhiều. Và tiếp đến là một sản phẩm không thể thiếu
cho cái bộ phụ kiện này thì đó chính là cái áo, các cái áo để chúng ta đây như em vừa nói đấy, đây như một số cái đầu co này nó chưa có này đấy, đầu co 134 nó chưa có áo thì anh em đây là áo để chúng ta về hàn nối vào đây, hàn vào đây là có thể ép ống của nó. Thì hôm nay là em chỉ giới thiệu những cái dòng rất là thông dụng nên em giới thiệu luôn là cái dòng này là cũng có 3 đường 3, 4, 5, tức là cao hạ áp của R134. Còn đây là cao đường phin ấy, đường cao đường hạ của R12. À, anh em nhìn có thể phân biệt rất là dễ là ở cái điểm là cái đường R12 này này thì cái ống của nó bao giờ cũng dày hơn. Đây, ống của nó bao giờ cũng dày hơn. Đường kính trong có thể bằng nhau nhưng cái thân ống của 134 thì nó mỏng hơn, nhưng 112 thì nó dày hơn. Đây là đường 10 phi 6 của 12. Phi 6 của 12 tức là đường hạ áp to hơn một chút xíu. Vâng, vừa rồi thì em vừa có giới thiệu sơ qua tới mọi người một số các cái loại co, các loại mặt bích dùng để độ chế cho điều hòa ô tô, máy xúc, máy công trình. Anh em có nhu cầu cần hỗ trợ tư vấn về sản phẩm thì liên hệ Zalo với em theo số 0769086333. Cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian xem video của em. Hẹn gặp lại mọi người ở những video kế tiếp. Em xin chào.